Vậy chứ, vậy cho đấy, không cần bắn đâu. Thôi. Phan Xipang là đỉnh núi cao nhất của Việt Nam, nằm trên dãy núi Hoàng Liên Sơn, có độ cao 3.147,3m. Phan Xipang cũng đồng thời là đỉnh núi cao nhất của ba nước là Việt Nam, Lào, Campuchia, nên được gọi là nóc nhà Đông Dương. Đỉnh núi Phan Xipang thuộc địa giới của cả hai tỉnh Lai Châu và Lào Cai, cách trung tâm thị xã Sapa khoảng 9km về phía tây nam. Cách di chuyển đến đỉnh của Phan Xipang có hai cách. Cách 1 là đi bằng cáp treo, là tuyến cáp treo 3 giây hiện đại có chiều dài 6.292,5m, bao gồm 6 trụ chính, mỗi trụ cách nhau 1km. Hệ thống gồm có 33 cabin, mỗi cabin có sức chứa 35 khách, công suất vận chuyển lên đến 2.000 khách mỗi giờ. Sapa lúc này rất là đẹp. Cô dâu chụp ảnh Sapa rất là lộng lẫy, đẹp lên. Tay người Lào, nói tiếng Lào đi bác ơi. Sapa Sun Group đang vào đường vào cáp treo. Trời nắng rất đẹp, mây đẹp. Thường được tổ chức dễ dàng, đông đúc, thành công tươi vào dịp đầu năm. Khi nhiều dự án chuẩn bị bắt đầu, với nhiều ý nghĩa tâm linh đặc biệt trong đời sống và lao động sản xuất. Trong mỗi dịp có tin vui, người gắn thường tặng nhau bằng một bó quà, tuy đơn giản nhưng mang đầy ý nghĩa. Ngay cả những lời chúc tốt đẹp nhất được mang từ chính thành lập hội đoàn. Chẳng chứng đến biểu tượng thân hành hiện hóa, great and feel like
tiết rất là đẹp. Đẹp là lành cảm ơn. Không, máng lành cảnh ngại. Mình bắt. Sell. Anh một mũi xanh nhảy qua từ nào đây? Anh nhảy đi. Nào, mình nào cũng lên cắp treo nào. Chào. Xin chào nhá. Những em nhà em nào sát kính là mày cũng đọc được tiếng Anh đấy, mày cũng biết đọc tiếng Việt chứ. Thank you.
của đỉnh Phan Chi Păng mọi người ơi, lên đây bắt đầu mây mù sương, mọi người bắt đầu phải mặc áo mưa rồi. Đấy, đỉnh mây gió lộng lộng sương mù. Chinh phục đỉnh Phan Xê Păng. Bắn quá rồi. Hành trình. Đây là cây hoa đá. Đây là cái cổng Phan Xê Păng Thành Vân Đắc Lộ. Lên đây rất là mát, nhiệt độ lúc này khoảng bao nhiêu độ nhỉ? 7 độ luôn. Đây. Hôm nay Phan Xê Păng đây. Mặc dù bên dưới là nắng 25 26 độ. Nhưng lên đây tầm 7 độ thôi. Đây là ngôi chùa Bích Vân. Tọa trên đỉnh Phan Xê Păng. Tu tâm chưa để đắc tài đeo gieo. Đây đây. À. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin các ngài chư vị thật thánh thần tiên phù hộ cho chúng con được bình an mọi sự tốt lành. Ô, quên mình không đeo đôi găng tay hơi lạnh, tay buốt như như bỏ tủ lạnh luôn. Ở đây sương khói mờ nhân ảnh. Ra Đỗ Quyên. Gì lắm bây giờ. Cái này như thế cầu một chai đi không anh? Nơi gặp gỡ đất trời. Không anh nhỉ? Đây cầu một chai đi. Đây là bên dưới phía dưới đỉnh núi Phan Xê Păng. Và đây là trên đỉnh Ga Đỗ Quyên. Đoàn mình đâu hết rồi nhỉ? Đây là khu dành cho đi tàu. Và đoàn chúng mình sẽ lựa chọn bằng con đường đi bộ. Một là mình đi bộ với 600 vòng, hai là vào trong đây mua vé tàu kéo lên 1 phút là hết 150.000.
bay là 600 bậc. 600 bậc ta leo được. Nay mình không đeo bao tay là nó cũng hơi lạnh đó. Đây là hai người bạn từ bên Lào về. Sẽ lựa chọn bằng con đường đi bộ 600 bậc. Đi bộ cho nó thú vị. Anh vừa ơi, đang chung cơm đây. Đi tiếp thôi, bạn gái. Xin chào nha. Có lên được không? Nối lên đỉnh Phan Xi Păng đây này. Nối lên đỉnh đây. Em lên đỉnh xong rồi hả? Rồi. À đây. Đường lên đỉnh đây. Mình phải chinh phục. Thực ra là nhìn bên ngoài thì giống như mưa nhưng mà thực tế là nó là sương. Đây. Chắc chỉ là phần hộ pháp. Chuyến lên tiến thăm đỉnh Phan được thành công. Giờ mình cứ đi vòng tròn thôi. Oh, heno heno. Đây là lại. À đây. Đây, giờ mới bắt đầu lên đỉnh đây. Lên có cái cột mốc Phan Xi Păng. Đây. Giờ bắt đầu lên cột mốc Phan Xi Păng đây. Đúng, đi lên đây mà không lên đỉnh là không phải là đi Phan Xi Păng rồi. Đâu? Hả? Lên chưa lên cột mốc cơ mà. Đấy tàu, đây là họ đi đường tàu, đường tàu lên đỉnh đấy, còn mình đi bộ. Danh tự 18 vị sư tổ, tổ ma Kassyap. Hả? Lên nhưng mà Thành lại đi, phải đi xuống rồi mới đi lên được. Tức là mình phải đi xuống đây lại mới quạt lên. Thank you.
Đây là cái tây Ấn Độ, tô hương. Đấy, giờ mới đúng là đường lên đỉnh như này. Đúng là người ta làm. Mình đi lên đã khâm phục rồi đó. Mà khâm phục người ta làm được như thế này này. Đó. Mình đi lên mình đã thấy có những cái vất vả rồi. Nhưng mà khen cho những người làm cái công trình này. Không môn tôi để ra các đèo à, đây lối đi lên đỉnh đây. Ôi trời, chết rồi, rơi mũ rồi, thôi bỏ đi. Mình đã bị rơi một chiếc mũ để lại trên đỉnh Phan Xi Păng, kỷ niệm gửi gắm một chiếc mũ tại đây. Trong 50 bậc nữa là mình sẽ chinh phục đỉnh Thần Tượng. Ngay bây giờ thời tiết rất là mát. Thực ra là mọi người nhìn bên ngoài cứ tưởng là mưa nhưng mà thực ra là sương đó. Rồi, sắp đến đỉnh rồi. Cố gắng lên mọi người ơi. Đây là đường lên đỉnh. Mình cứ lúc nào cũng bảo là sắp lên đỉnh rồi nhưng mà vẫn chưa lên đỉnh. Vẫn khuyến cáo với mọi người là nếu mà ai mà cao huyết áp, tim mạch là không được lên đỉnh nhá. Lên đỉnh là dễ bị tụt lắm. Chưa lên đỉnh. Theo thông báo của những người đi trước là còn 14 bậc nữa mới là lên đỉnh đâu. Gần lên đỉnh rồi. Anh em để mà lên đỉnh là phải đại lao mấy lần mới lên được. Đây mà đi cái dịp Tết chắc là khó là mà lên lắm nhỉ. Buốt, rét buốt. Đã lên đến đỉnh.
Đây là mình đã hello hello đoàn Hà Lĩnh nhá. Hoan xin chào đoàn Hà Lĩnh đã lên được đến đỉnh Phan Xi Păng. Đây. Đây đoàn chúng tôi đã lên đến đỉnh Phan Xi Păng. Hello, xin chào đoàn Hà Lĩnh nhá. Xin chào nào, xin chào các nào. Nào, xin chào nào. Hello. Quay, quay. Chụp nhá. Đây, 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 đoàn mình đã lên đến đỉnh đây. Ba anh em. Hoàng ơi. Đây. Nào. Ta quay phát là ta chụp nhá. Đây. Lên đỉnh Phan Xi Păng. Rồi, vẫy cờ đi bạn gái ơi. Rồi, lên đỉnh Phan Xi Păng. Mưa mãi chứ trời khơi lại bằng chắc. Còn phải ngươi rồi. Nhấp cái cỏ qua bên tay phía phải thì. Đúng không? Nhấp cái phải. Rồi. Đúng rồi. Vậy thì phải chờ đấy, không cần bỏ không? Phật 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 Ừ. Mày mày này. Một ngày đặc trời đây. Đông mà hớn hở chị in trên đỉnh Phan Xi Păng. Mẹ tôi xếp hàng đông lắm. Nhìn rất là đẹp. Một đội gì mà áo đỏ luôn. Làm tiếp, chụp tiếp này. Ôi em bé này, em bé giơ cờ này. Vâng là đây là đang trên đỉnh Phan Xi Păng chân núi. Nhìn chỉ có mây, mây và gió. Đây là lên trên đỉnh chơi với Ngọc Hoàng. Lên dạo chơi trên chân đỉnh luôn. Rồi đã xong lên đỉnh rồi, giờ bắt đầu xuống. Lên đỉnh đã xong rồi nhá, giờ mình bắt đầu xuống thôi. Trong sương rất là đẹp. Công nhận là người ta làm được cái công trình đây là mình khâm phục quá nhỉ. Tứ già đây à? Đây là tứ già ha. Thank you.
rác, rác ngạn đồng đăng. Bạn gái Tây, chính khách luôn rất hết sức thận trọng trên các bậc đá trơn trượt. Tôi đã có một chuyến xuất hiện tai nạn té ngã vì trơn trượt, gió to hoặc hoa mắt chóng mặt tại các khu vực bậc đá trong quá trình di chuyển lên đỉnh Phan Xi Păng. Là mấy 300 bậc nữa. Ok anh ơi. Cố lên, cố lên. Có nhiều điểm ngắm hoa đỗ quyên tuyệt đẹp như khu vực ra đến các sao Phan Xi Păng, khu dạo ngắm hoa đỗ quyên, khu vực đại thực phẩm A Di Đà, rừng mưa nắng, nơi được tụ nhiều các đỗ quyên cổ thụ có tuổi đời từ 500 tới 700 năm tuổi. Lâu vọng cảnh và rừng đỗ quyên trải rộng tại khu vực chân thực phẩm Tam Thánh Bồ Tát, lối leo bộ lên thiên cung bảo thánh tự. Hay là theo tuyến tàu hỏa leo núi từ đây đã hai năm lên tới đỉnh Phan Xi Păng. Rất hân hạnh được đón tiếp du khách trải nghiệm mùa hoa đỗ quyên tại Angkor Phan Xi Păng Legend. Hoa đỗ quyên này, hoa đỗ quyên màu vàng à? Đây làm gì phải hoa đỗ quyên nhỉ? Đây là Buddha. Chào mừng quý khách đến với khu du lịch Angkor Phan Xi Păng Legend. Xin quý vị lưu ý, chúng ta muốn đỉnh Phan Xi Păng ở độ cao trên 3.000 mét. Đây, đây là các vị La Hán. Phật tổ Như Lai trên đỉnh Phan Xi Păng. Và đây là đường xuống cáp treo. Đây là ra lối đi cáp treo. Sương mây là cứ bay lờn vờn trên qua mặt người luôn nhá. Du lịch Phượt. Thank you.
Thanh Vân Đắc Bộ Đắc Lộ, tức là có nghĩa là Đắc Lộ tức là bình an nhỉ, Đắc Lộ bình an. Đây là hết xương rồi, vào đây để chuẩn bị xuống cắt treo là không còn xương nữa rồi. Đây là trong nhà. À, áo rất là xinh, rất là đẹp nhỉ. À, chụp kiểu đây. Hai toàn mình chụp kéo với một cô gái người Mông rất là xinh xắn này. Đấy. Nào, hai người ra đây chàng phát nào, bắn tim phát nào. Đây, hai. Đây, nghiêng đầu phát nào. Nào, nghiêng đầu phát. Cười lên, cười lên. Cười à. Hai Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.